Ý là nhiều quá, để nghĩ xí. Với lại là để xí nó nặng thiết. Ý là em xong chưa? Em xong chưa? Em nặng đi rồi nó. Không. Còn một bên đó bà nội. Không thì để chị nặng cô này 10 phút ha. Xong rồi. 10 Cái phút. chẳng đáng vô được chưa? Dùng chính xác. Đèn có mà khó quá. Cái đây. Cái em mang vào tay. Nặng sơ một bên má. Bên đi nè. Má chưa nặng Bên hả má? không. Má nặng rồi. Với cái chỗ mô mà rồi rửa đây cái ngà cái rửa thôi coi mấy cái cục nhỏ nhỏ ở bên mà nặng rồi đó mình xíu rồi lăn qua nặng bên kia tí. Đi xa quá, đi xa quá. Câu này nhiều miết hết trời không thấy nào bây giờ ăn nhiều đau không anh em chỗ này hơi đau xí nãy giờ 20 phút rồi 2K bà thầy nên trời tình con
không cần gì mà bột nhiều quá. Cái kia thì rít quá. Bỏ đủ việc cái chấm bè rồi. Tao cũng ta cái năm nữa đó. Đi đi nữa đi hà. Ủa con nó không đi à? Con chỉ nó đi biết. Na có không? Nếu Hà mời thì chắc đi chứ. Mà chắc mời chứ. Không mời mà thấy xa xa liền. Ủa chị nhìn chị lớn tới cái nhóm đó là lớn đầy đủ thành viên luôn mà. Ừ, có thấy nhưng mà không đọc. Hà tự đọc luôn. Ít vô, thấy chị có thời gian gì vô. Hả? Chuẩn bị qua cho chị bên kia. Em nói này, em liền ăn này. Cô nó ngắn nhiều.
là mà ở cũng đông mà ta. Đông lắm. Tối nay Hà mời đông quá chứ. Đông chứ. Chí mời nè. Hình như có ai không đi nữa mà. Ừ? Hình như có ai không đi mà. Chí nè. Nam nè. Phương không đi à? À, cũng không đi nữa à. Nhưng mà Vũ là quá mắc quá. Okay.